Hello, chào các bạn đến với trở lại bờ sông Bách Tây Gôn nha. Thì hôm nay người cũng trở lại bờ sông gì các bạn, tại vì mình lại cũng dọn dẹp vệ sinh cái đường phố đó. Thì bây giờ thì tour ghe cũng đã qua rồi các bạn. Thì thấy như các anh em giác phân ở đây nè, cũng sẵn quay cũng cái bọn chia sẻ cho các bạn thấy. Tàu lớn chở phân nha các bạn, thì các anh em đang dắt phân lên nha các bạn ơi. Bây giờ các bạn thấy nha, đây là chiếc xe đang chở phân nha các bạn. Đây các bạn, mình đi trên miếng giác. Dắt vô xe các bạn. Bên kia xa thì cũng có một cái đoàn cũng dắt phân luôn các bạn. Thì nói chung điểm ở đây là điểm lên phân các bạn. Đây là cái cảnh PK 2015. Bên kia thì có chiếc tàu đang chở cát luôn. Nói chung là khán giả rất đông các bạn. Bữa nay là ngày kết